Bà Châu xin mến chào cả nhà. Hôm nay mình có làm món bít chiên bột giòn này cả nhà. Nói chung là làm đơn giản lắm, nhưng mà khi ăn thì cái phần bột bên ngoài thì rất là giòn này, thơm, bên trong thì mềm, rất là ngon luôn cả nhà. Ở đây thì mình dùng 300 g bít chín nha. Bít này thì mít chín cây ở nhà mình cả nhà, cho nên cũng rất là ngọt luôn. Và mình có dùng thêm một muỗng canh đường và một tí xíu muối ha. Tiếp theo thì mình có dùng thêm mè đen, và cuối cùng là mình dùng một bịch chiên giòn. Về nguyên liệu mình cũng đã chuẩn bị xong ha. Rồi bây giờ mình sẽ lấy một cái tô này, mình sẽ cắt cái bột chiên giòn mình cho ra tô ha. Giờ mình sẽ cho hết cái phần đường và phần muối vào luôn. Rồi tiếp theo thì mình sẽ dùng 2 muỗng canh mè đen nha. Rồi bây giờ mình sẽ cho nước vào, các bạn vừa cho và vừa khuấy đều tay ha, để cho cái phần nước và cái phần hỗn hợp bột nó thấm đều ha, và nó hòa tan lại với nhau. Các bạn thấy đều như vậy, đến khi nào các bạn thấy cái phần bột á nó sánh và nó sền sệt vậy là được rồi nha cả nhà, đừng có lỏng quá nha. Bây giờ mình sẽ lại bếp nha, mình sẽ bắt một cái nồi lên và mình sẽ cho dầu ăn vào. Bây giờ mình sẽ cho một ít mít vào cái phần bột nha, và mình sẽ trộn cho cái phần mít của mình nó sẽ áo một cái lớp bột cho đều, và khi phần dầu của mình nó đã nóng thì mình sẽ cho cái phần mít vào nha, và lúc này thì mình sẽ dặn lửa nhỏ thôi nha cả nhà. Nhà mình sẽ cho lần lượt vào để mình chiên cái phần mít của mình ha. Bây giờ cái phồng bít của mình nó nổi lên này cả nhà, nó phồng lên nhìn rất là ngon luôn cả nhà. Bây giờ cái phồng bít của mình cũng đã vàng, các bạn nhìn thấy không, nhìn rất là thơm và rất là ngon luôn cả nhà. Rồi bây giờ những cái miếng bít nó cũng đã vàng, bây giờ mình sẽ vớt ra ha, mình sẽ cho vô một cái dĩa này và cho giấy thấm dầu nha. Là cứ như vậy thì mình sẽ chiên cho hết cái phần bít của mình ha. Và mít thì mình làm được rất là nhiều món luôn cả nhà. Và hồi giờ thì các bạn chưa có làm món mít chiên bột giòn thì các bạn thử nha. Rất là ngon, thơm lắm cả nhà. Bên ngoài thì ăn rất là giòn và thơm. Bên trong thì rất là mềm, cũng rất là thơm của mùi mít cả nhà, ngon lắm luôn. Món này thì mấy bạn nhỏ này rất là thích luôn á cả nhà. Đó. Rồi bây giờ mình cứ việc mình chở đều vàng 2 mặt thì mình sẽ cho ra dĩa thôi, rất là đơn giản, làm cũng rất là nhanh nữa. Thì các bạn có thể đổi món ha, chiên cho mấy bé nhà mình ăn, cho gia đình mình ăn ha, ngon lắm cả nhà. Và sau khi mít của mình cũng đã chiên xong, mình cho xếp ra dĩa, các bạn nhìn nè, mít rất là thơm, rất là vàng, hấp dẫn lắm cả nha. Và hôm nay mình chia sẻ mít chiên bột giòn đơn giản nhanh gọn lẹ, các bạn thích thì đừng quên ủng hộ mình nha bằng cách like, chia sẻ, đăng ký và nhớ rung chuông nha để đón xem những video mới nhất của mình. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều, mến chúc cả nhà ngày mới thật nhiều niềm vui và an lành nha.